Xin chào các em. Nay cô tiếp tục giải đề 3. Ôn thi chống liệt và lấy điểm 7 cộng, 7 rưỡi nha. Chúng ta bắt ở đầu câu 81. Tuổi sinh lý là gì? Tuổi sinh lý là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể. Có nghĩa là mình hiểu là thời gian mà có thể sống được tối đa. Còn cái thời gian mà sống thực tế, cô B là tuổi sinh thái nha các em. Tuổi sinh thái có nghĩa là thời gian sống thực tế. Thời gian sống thực tế thì mình hiểu là từ khi sinh ra đến khi chết vì một nguyên nhân sinh thái nào đó. Còn câu D tuổi sinh lý là thời gian từ khi sinh ra đến khi chết vì già nha, nghĩa là có thể mà đạt được tối đa. Còn tuổi quần thể, tuổi bình quân của quần thể đó là tuổi quần thể nha. Câu C đó là tuổi quần thể. Như vậy, về khái niệm tuổi thì mình có 3 loại tuổi. Tuổi sinh lý, tuổi sinh thái và tuổi quần thể. Thì em nhớ 3 khái niệm này. Câu 82. Mạch thứ nhất của gen có A cộng G chia T cộng X 0,4. Tỷ lệ này ở mạch còn lại. Mạch thứ nhất thì trong quá trình giải thì mình sẽ ký hiệu là mạch 1. A1 cộng G1 chia cho T1 cộng với X1 bằng 0,4. Đề hỏi tỷ lệ này y như thế này mà mạch còn lại có nghĩa mạch 2. Nghĩa là đề đang hỏi là A2 cộng với G2 chia T2 cộng X2 bằng bao nhiêu. Như vậy từ cái dự kiện này các em suy ra là theo nguyên tắc bổ sung thì A1 bằng T2, G1 bằng X2. T1 bằng A2, X1 là bằng G2, bằng 0,4. Như vậy nếu mà tỷ lệ ngược lại thì mình lấy 1 chia cho 0,4. Như vậy đáp án là 2,5. Câu 83, nơi ở là? Nơi ở chính là nơi cư trú của loài. B. 84, vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần của cây họ đậu. Đây là biểu hiện của mối quan hệ gì? À, cộng sinh. 85, một phân tử mRNA có trình tự như sau. Nếu mRNA nói trên tiến hành dịch mã thì số axit amin mã hóa và số bộ ba tối đa được tRNA mang đến khớp với ribosome, số axit amin được mã hóa. Như vậy mRNA có trình tự như này. Nha. Vậy thì bắt đầu sẽ làm mã mở đầu là AUG. mRNA theo chiều 5 đến 3 thì các em tìm mã AUG cho cô, đây là mã mở đầu. 1 2 3 4 5, 6, UA. UA này là mã kết thúc rồi. Cái mã kết thúc này là không mã hóa axit amin nào. Như vậy thì quá trình dịch mã sẽ tạo ra 6 axit amin. Và khi mà có 6 axit amin á, thì số bộ 3 đối mã được tRNA khớp tới thì sẽ là 6 bộ 3 đối mã. Cứ mỗi tRNA thì có một bộ 3 đối mã. Và mỗi bộ ba đối mã này, mỗi tRNA nó sẽ mang một axit amin của A. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng? Tương đồng là cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển của gì? À, của phôi. Đuôi cá mập và đuôi cá voi. Cái này khác này. À, cá mập là thuộc lớp cá nha. Còn cá voi là thuộc gì? Động vật gì các em? Có xương sống. Vòi voi và vòi bạch tuộc. Ngà voi sừng tê giác, như vậy ở đây cùng nguồn gốc ở đây đó là cánh dơi và gì? À, tê ngươi. Còn các câu A, B, C thì các cơ quan này khác nguồn gốc nhau. 87, một cá thể có 60 cá thể A lớn A lớn, 40 A lớn A nhỏ, 100 A nhỏ nhỏ. Cấu trúc di truyền sau một thế hệ ngẫu phối, sau một lần ngẫu phối. Đầu tiên các em tính tỷ lệ cho cô A lớn A lớn. Để tính tỷ lệ A lớn thì các em lấy số cá thể A lớn các em chia tổng. 60, 40, 100 là 200. A lớn, A nhỏ cũng chia tổng 200. A nhỏ, A nhỏ, 200. Như vậy, lúc này B0, cấu trúc di truyền của B0 là 0,6, à, 0,3. 60 chia 200, ta sẽ có 0,3 A lớn, A lớn. 0,2 A lớn, A nhỏ. Và 0,5 A nhỏ, A nhỏ. Để xác định qua một thế hệ ngẫu phối thì áp dụng công thức. Đầu tiên em tính tần số BA lớn và QA nhỏ.
BA lớn là các em lấy 0,3 A lớn cộng với 0,2 A lớn A nhỏ nhân 1/2. Bởi vì kiểu gen A lớn A nhỏ là 0,2 cho ra giao tự A lớn 1/2, như vậy cái này 0,4. Vậy A nhỏ là 0,6. BA lớn cộng với QA nhỏ bằng 1 nha. Khi mà BA lớn bằng 0,4 thì QA nhỏ sẽ bằng 0,6. Như vậy lúc này cấu trúc di truyền F1 mình sẽ có công thức B bình A lớn 2BQA lớn A nhỏ và Q bình A nhỏ nhỏ. Sau một thế hệ ngẫu phối thì nó sẽ tuân theo công thức B bình 2BQQ bình. Đề hỏi cấu trúc di truyền kem thế vô. B lúc này 0,4 thì bình phương lên 0,16. 2 nhân B nhân Q. 2 nhân 0,4 nhân 0,6 là 0,48 A lớn A nhỏ. Q bình mà 0,6 bình là 0,36 A nhỏ nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án gì C. Trong công nghệ gen, các enzyme được sử dụng trong bước tạo ra ADN tái tổ hợp thì gồm các enzyme retristaza và enzyme ligaza nhé. Retristaza đây là enzyme cắt giới hạn để cắt gen cần chuyển và thể truyền tạo ra đầu dính phù hợp. Còn ligaza là nó nối gen cần chuyển và thể truyền để tạo ra ADN tái tổ hợp. 89 để xác định tính trạng nào đó do gen ngoài nhân hay trong nhân thì người ta sẽ dùng phép lai thuận nghịch. Nếu như mà gen ở ngoài nhân, có nghĩa là gen trong ti thể lục lạp á, thì kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau và đời con có kiểu hình giống gì? Giống mẹ. 90 nhân sơ điều hòa hoạt động của gen chủ yếu ở phiên mã nha. 91 cho chủ thức ăn cây ngô, sâu ăn lá ngô, nhái, rắn hổ mang, diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất? Bậc dinh dưỡng cao nhất là diều hâu nha. Xét về bậc dinh dưỡng thì cây ngô là bậc 1, sâu ăn lá ngô bậc 2, rắn là bậc 3, nhái bậc 3, rắn là bậc 4 và diều hâu là bậc 5. Bậc dinh dưỡng cao nhất là diều hâu. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân tránh sử dụng kháng sinh không cần thiết vì điều này có thể dẫn đến sự phát triển của siêu vi khuẩn. Câu nào giải thích là đúng, câu nào giải thích điều này là đúng nhất không? Vi khuẩn gây bệnh có tỷ lệ sinh sản cao, cho phép những đột biến thích nghi nhanh, lan nhanh chóng trong quần thể. Các tế bào vi khuẩn có thể đột biến để đáp ứng nhanh với kháng sinh, làm cho chúng miễn dịch. Cơ thể con người phá vỡ kháng sinh thành đường thúc đẩy sự phát triển nhanh của vi khuẩn. Thuốc kháng sinh nhân tạo gây trở ngại cho kháng sinh do cơ thể sản xuất. Như vậy câu này thì đáp án sẽ là câu gì? Câu A. Đây là sự hình thành quần thể thích nghi của vi khuẩn. Ở quá trình hình thành quần thể thích nghi thì sự chịu tác động của ba yếu tố. Thứ nhất là đột biến cung cấp nguyên liệu, thứ hai là giao phối, hoặc là mình nói cách khác là quá trình sinh sản để tăng số lượng cá thể, và thứ ba là chọn lọc tự nhiên. Vậy thì trong một quần thể vi khuẩn khi mà sử dụng kháng sinh đó, thì trong quần thể vi khuẩn này có những cái vi khuẩn mà kháng vi khuẩn gây bệnh, và những cái vi khuẩn này thì có khả năng kháng chất kháng sinh, và những vi khuẩn này có khả năng sinh sản nhau. Khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh ở trong thời gian dài hoặc là sử dụng không cần thiết thì áp lực của chọn lọc tự nhiên nó sẽ làm cho những cái vi khuẩn có khả năng gì các em? Có những vi khuẩn mà kháng lại chất kháng sinh thì nó sinh sản nhanh. À, như vậy đáp án là câu A. Câu 93, ở người Heiner bằng 46, một tế bào sinh dưỡng đa nguyên phân số nhiệm sắc thể ở kỳ giữa. Heiner bằng 46 thì trước khi mà bước vào kỳ giữa là nhiệm sắc thể đã nhân đôi từ 46 đơn, nhân đôi thành 46 kép. Như vậy số nhiệm sắc thể kỳ giữa là 46 ở trạng thái kép nha em. B. 94. Loại axit nu nào không có liên kết hydro trong phân tử, đó là mRNA. ADN thì có liên kết hydro giữa ATGX. Còn TARN và RARN, C và D này là có liên kết hydro giữa AU và gì kem? GX. Chỉ có mRNA là chỉ có liên kết cộng hóa trị thôi, không có liên kết hydro. Câu 95, giả sử alen trội hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho đời con một loại kiểu hình có hai loại kiểu gen? Câu A là cho đời con là một A lớn, một A lớn A nhỏ. Ở đây có hai loại kiểu gen và kiểu hình là 100% trội. Đáp án A. Câu B,
Cho đời con là một A lớn, hai A lớn, A nhỏ, một A nhỏ nhỏ. Câu này cho ba loại kiểu gen rồi sai. Câu C là chỉ cho một loại kiểu gen cũng sai luôn. Câu C, câu D. Mặc dù cho hai loại kiểu gen nhưng mà có hai loại kiểu hình. Đề đây đang hỏi là một loại kiểu hình thôi. Như vậy đáp án A. 96 trong quá trình giảm phân ở ruồi giống cái A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ đã xảy ra hoán vị 17%. 17% thì cái giao tử mà giao tử chéo như thế này nè em, A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn. Hai giao tử chéo này nó sẽ chiếm là gì? 8,5%. Còn hai giao tử bình thường là A lớn B lớn và A nhỏ B nhỏ còn lại thì mình lấy 50 mình trừ cho 8,5 là 41,5 C. Những nguyên tố nào là đa lượng? Đa lượng là CH O lưu huỳnh. Câu B là đây là vi lượng này, câu C vi lượng này. Vi lượng này. Câu D đây cũng vi lượng này, như vậy chúng ta có A. Phương thức hình thành loài diễn ra nhanh nhất. Nhanh nhất đó là lai xa và đa bội hóa. Nhân giống vô tính nó không hình thành loài mới nha. Còn bằng con đường sinh thái và con đường địa lý thì xảy ra lâu dài qua nhiều giai đoạn trung gian. Vector được chuyển gen được sử dụng phổ biến đó là vector chuyển gen mà được sử dụng phổ biến thì đó là plasmid. Ngoài ra có virus và thể thực khuẩn nữa. Câu 100, giả sử alen trội hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng, cái gen phân ly độc lập. Phép lai nào cho đời con kiểu hình 3311? 3311 thì sẽ bằng có một cặp cho kiểu hình 31, một cặp cho kiểu hình 11 và một cặp thì cho 100%. Như vậy, các em nhìn vô câu A. Câu A, A lớn A nhỏ nhân với A lớn A nhỏ là 31. Câu B, B lớn B nhỏ nhân với B lớn B nhỏ cũng 31 luôn. Hai cái 31 là thấy sai rồi đúng không? Câu D cho 11, như vậy câu A sai. Câu B thì cặp A và 31 mà cặp D cũng 31 cũng sai luôn. Câu C, cặp A 11, cặp B 31, cặp D 11, hai cặp 11 sai luôn. Câu D, cặp A 31, cặp B 11, cặp D 100%. Như vậy câu này cặp A 31 này, cặp B 11 này, cặp D 100% trội này, đáp án D. Khi nói về diễn thế nguyên sinh, phát biểu nào sau đây là sai? Bắt đầu từ môi trường chưa có sinh vật. Đúng. Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hoại môi trường. Cái này là đúng nha. Nó không phải là gắn liền với sự phá hoại môi trường nha. Quá trình diễn thế của quần xã thì nó gắn liền với quá trình thay đổi của điều kiện môi trường. Ở đây không phải là sự phá hoại môi trường. Kết quả cuối cùng thường hình thành quần xã đỉnh cực. Đúng không? Đúng. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian. Đúng như vậy. B sai. Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức nào sau đây? Động vật đơn bào thì thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức nội bào. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như con trùng biến hình. Đây, giả sử con trùng biến hình này. Đây là nhân. Thì khi mà thức ăn vào thì nó sẽ bao lấy thức ăn rồi nó đưa vào. Đưa vào trong tế bào thì bào quang lysosome. Ở trong tế bào sẽ có bào quang lysosome. Nó sẽ tiết ra các loại enzyme để tiêu hóa thức ăn. Và quá trình tiêu hóa này ở bên trong tế bào ta gọi là tiêu hóa nội bào. Cái chỗ hình thức tiêu hóa này cô nhắc nhé. Đó là đối với động vật đơn bào, động vật đơn bào hay là động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì hình thức tiêu hóa đó là nội bào. Còn đối với động vật có túi tiêu hóa thì vừa nội mà vừa ngoại bào. Đầu tiên ngoại bào trước, nội bào sau. Đối với động vật có ống tiêu hóa, cái này sinh 11 nha các em, thì chỉ có ngoại bào thôi, không có nội bào. Có 103, dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm cho hai alen của một gen nằm trên một nhiễm sắc thể đơn? Dạng đột biến cấu trúc nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen nằm trên nhiễm sắc thể đơn? Câu này A. À, cô xin lỗi. Đó là lặp đoạn nha các em. C. Kiểu gen nào sau đây là đồng hợp một cặp gen? Câu A là đồng hợp cả hai cặp này.
Câu B cũng đồng hợp hai cặp này, câu C đồng hợp một cặp A, cặp B đồng hợp. Còn câu D là đồng chỉ hợp cả hai cặp luôn. Như vậy đồng hợp một cặp là đồng câu C, đồng hợp cặp B còn cặp A này dị hợp. Như vậy đáp án gì C? 105 trong giai đoạn tiến hóa hóa học, bầu khí quyển nguyên thủy thì chưa xuất hiện hoặc là có rất ít oxy nha em. Cho nên là người ta cho rằng là vi khuẩn mà vi khuẩn kỵ khí á, yếm khí nó xuất hiện trước so với vi khuẩn hiếu khí nha. 106 tháp sinh thái nào sau đây luôn có đáy rộng đỉnh hẹp, có nghĩa là luôn có dạng chuẩn ý, luôn có đáy rộng đỉnh hẹp là như thế này. Có nghĩa là bậc dưới thì có độ lớn cao hơn bậc trên thì đó là tháp năng lượng, luôn có dạng chuẩn. 107 sự tháo xoắn và đóng xoắn của nhiễm sắc thể trong phân bào có ý nghĩa tạo thuận lợi cho nhân đôi và phân ly nhiễm sắc thể. Tháo xoắn thì tạo điều kiện cho sự nhân đôi, còn đóng xoắn thì tạo điều kiện cho sự phân ly. A. Khi nói về hô hấp ở thực vật sai, phân giải một glucose thì tối đa sẽ tạo ra 38 ATP. Đúng rồi, phân giải hiếu khí. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với hàm lượng nước của cơ thể và cơ quan hô hấp. Và cái này là tỷ lệ thuận nhé. Hàm lượng nước mà càng lớn thì cường độ hô hấp cũng càng tăng. Câu này sai. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nồng độ CO2 đúng. Cho nên là mình có một cái phương pháp đó là bảo quản trong nồng độ CO2 cao, môi trường khí biến đổi. Phân giải kỵ khí là một cơ chế thích nghi của thực vật đúng. Như vậy đáp án B. 110. Vi khuẩn rhizobium trong nốt sần rễ cây họ đậu có khả năng cố định đàm vì chúng có loại enzyme nào sau đây? Nitrogenase. Cái vi khuẩn này thì nó giúp cho cố định đạm là N2 cộng với H2 sẽ tạo ra NH3. Đấy. Tuy nhiên thì trong môi trường tự nhiên thì N2 không thể thành kết hợp với H2 được, bởi vì nitơ thì có 3 liên kết cộng hóa trị bền vững. Bây giờ nhờ có vi khuẩn rhizobium, vi khuẩn này có chứa enzyme nitrogenase. Enzyme này có khả năng ba ly bẻ gãy 3 liên kết cộng hóa trị của nitơ của N2 phân tử. 110 nhịp tim của nghé là 50 lần một phút. Câu này sinh 11 tuần hoàn. Giả sử thời gian các pha chu kỳ tim lần lượt là 1, 3, 4. Trong một chu kỳ tim, thời gian tâm nhĩ nghỉ ngơi được bao nhiêu? Như vậy thì một ở đây. 1, 3, 4. 1, 3, 4 là tương ứng với pha thứ nhất là tâm nhĩ co, là 1 phần 8. Pha thứ hai là tâm thất co, 3 phần 8. Pha thứ ba là pha giãn chung, là 4 phần 8. Cứ trong một nhịp tim thì 50 lần trên phút. Nhịp tim thì 50 lần trên một phút. Như vậy thì chúng ta suy ra thì một lần là một lần mà một nhịp tim thì thời gian bao lâu? Vậy thì làm sao để các em tính một lần thì nhịp tim bao nhiêu? Vậy một lần thì các em lấy 60 giây, một phút là 60 giây kan. Các em chia cho 50, như vậy chúng ta sẽ có là 1,2 giây. Vậy thì tâm nhĩ co là 1 phần 8 của 1,2 giây. Tương tự như vậy, 3 phần 8 của 1,2 giây. Cái đây là 4 phần 8 của 1,2 giây. 1,2. Bấm cho cô. Như vậy tâm nhĩ co là 0,15 giây. Còn tương tự như vậy, các em bấm tâm thất co là 0,45 giây. Còn pha giãn chung là 0,6 giây. Đấy. Vậy thì tâm nhĩ co đề hỏi là tâm nhĩ được nghỉ ngơi bao lâu? Tâm nhĩ co 0,15 giây. Đây. Đấy. Tâm nhĩ co 0,15 giây. Rồi sau đó nó nghỉ ngơi bao nhiêu đây? Nghỉ ngơi là 0,45 cộng với 0,6. Đấy nha.
là 1,05 giây. Như vậy nó co 0,15 giây, sau đó là nó nghỉ nhiêu các em? 1,05 giây rồi nó mới co tiếp. Đáp án gì? À, câu này là một cái câu hiểu nhưng mà cũng có thể người ta xếp vào câu hiểu các em của sinh 11 ha, cái phần động vật. Rồi các em hẹn các em ở đề số 4 nha.